Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cầu tổng trị giá 285 triệu đồng do Ủy ban nhân sau đây tài trợ. 1. Gia đình cô Phan Thị Thanh Xuân 20 triệu. 2. Gia đình chú Phan Hùng Xanh 20 triệu. Tân Tuấn Lộc 50 triệu đồng. 6. Phan Văn Đức 10 triệu đồng. 7. Phạm Văn Thuận 5 triệu đồng. 8. Các bạn của chú Phan Hùng Minh 4 triệu đồng. 9. Hương Linh Nguyễn Văn Trai 5 triệu đồng. 10. Ân nhân ẩn danh ở Sài Gòn 15 triệu đồng. 11. Trần Văn Hùng 2 triệu đồng. 12. Đại lý Tâm Lực 1 triệu đồng. Đức và quý ân nhân trong cũng như ngoài nước sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quê hương Ngọc Hiển nói riêng và Cà Mau nói chung, góp phần thúc đẩy đời sống người dân đi lên và kinh tế địa phương phát triển ổn định hơn nữa. Chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của quý ân nhân và tất cả mọi người đã tham gia hỗ trợ cho chương trình thật nhiều. Xin trân trọng cảm ơn và xem hình ảnh buổi lễ bàn giao. Rồi, thất quà. Rồi, bắt đầu mình cắt nè. Rồi, cầm kéo lên. 2, 3. Rồi, vỗ tay lâu lên. Lớn hơn nó nhỏ.